chào tất cả bạn. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề về lương ở Nhật Bản, của lao động Nhật Bản nó như thế nào. Đây là cái bảng lương của mình các bạn. Đây, cái bảng lương là tên là Nguyễn Văn Hòa Tộ, là cái tên của mình đây. Hòa Tộ là người ta gọi theo tiếng Nhật đó. Đấy, thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái bảng lương này và cái góc khuất ở phía sau của cái bảng lương này nó như thế nào. Thì trước khi mà bắt đầu nói về cái bảng lương này thì mình sẽ dành khoảng 1-2 phút để mình nói về cái công việc của mình, để xem nó có phù hợp với cái bảng lương này hay không. Thì công việc của mình đó là mình ký, trước khi mình sang đây mình ký cái hợp đồng là người ta ghi trên giấy tờ là công việc là đào, vận hành máy xây dựng, đào xúc đất. Đấy, nhưng mà thực chất cái bản chất mình sang đây là cái công việc gì, thì công việc mình là làm cái móng nhà đó, khoan móng nhà. Thì mình quay rất nhiều về video đó rồi. Đấy, thì bạn nào có thể xem lại là mình khoan xong là người ta mới đổ, khoan cái trụ bê tông nó to á, xong là người ta mới đổ lên thành móng, người ta mới xây lên, dựng lên thành ngôi nhà. Đấy, công việc của mình là làm cái móng nhà đó. Thì mình đi từ sáng là từ khoảng 5 giờ kém thì mình đi rồi, tầm 5 rưỡi xuất phát từ cái bãi để xem đến cái công trường á. Thì công trường của mình là hôm nay làm, người ta đi rất xa, đi hôm nay làm ở đây, mai lại đến một cái nhà mới để làm một móng nhà. Một cái móng nhà chỉ làm trong một ngày thôi, thường là trong một ngày. Nên móng to thì thường là làm 2 ngày, nhưng mà móng to thì làm 2 ngày, nhưng thường người ta sẽ chỉ làm một ngày thôi, và có khi một ngày người ta làm 2 cái móng nhà. Thì làm đây thì mai lại sang chỗ khác, ngày kia lại và tối lại đi chỗ khác thôi. Thì chung là đi rất là xa, đi xa khoảng có lúc là tầm 50-70 cây, có lúc đi khoảng tầm 100 cây. Nhưng thường là đi khoảng tầm 40-50 cây là đi, nhưng mà đường ở Nhật Bản rất là tắc đường các bạn ạ. Đi từ 5 rưỡi mà đến 6-7 rưỡi, có khi 8 giờ, có hôm mà đi nó quá giờ mới đến giờ đến công trường làm. Nó làm thì đến 12 giờ trưa nghỉ, và nghỉ đến chiều 1 giờ thì lại làm tiếp, làm đến năm, có tùy công trường không thì cho to thì làm nhiều thì mình sẽ được có tăng ca một chút, mà không thì mình sẽ về sớm. Đấy, là công việc của mình là đào xúc đất. Nói chung là làm ngoài công trường rất là vất vả. Thì mình sẽ mở cái bảng lương ra, mình sẽ mở luôn được, và xem mình sẽ nói chi tiết về cái bảng lương này. Trước khi mà nói bảng lương này thì mình sẽ nói qua một điều là trước khi nó hiện lên cái con số này ấy, đấy, thì nó là một phần cái số tiền nó đã được trích cho nghiệp đoàn rồi. Cái nghiệp đoàn là gì? Cái nghiệp đoàn là cái người mà đưa chúng ta sang đây ấy, đưa mình sang đây ấy. Thì nó cũng rất là dễ hiểu, bởi vì là mình là ở giữa, đúng không? Cái công ty này, một cái công ty làm việc của mình đây, mình đang làm việc với công ty trả tiền cho mình. Thì nghiệp đoàn là cái người, là cái công ty mà người ta đứng ra ở giữa, người ta đưa mình sang đây và người ta chịu người ta giải quyết tất cả vấn đề thuế bảo hiểm này, và tất cả cái khúc mắc hay là về cái xích mích hay có cái gì là liên hệ người ta tự giải quyết. Đấy, người ta sẽ giúp đỡ mình giải quyết và người ta sẽ nhận một khoản tiền. Thì được bao nhiêu thì cái đó thì rất là khó nói, và thực ra mình cũng không biết chính xác. Thì thấy rất nhiều người nói là khoảng trên dưới 1 triệu đó. Thì người ta đã trừ đi và nó mới hiện lên cái số tiền, cái số bảng lương ở đây. Thì bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái bảng lương này. Đây là cái bảng lương của mình, và bây giờ mình sẽ nói rõ về cái bảng lương này các bạn. Đây là đây này, từ Bình Thành là cái tháng 10, cái lương của tháng 10 đến tháng 11 mình nhận được, cái lần là cách đây có 2-3 tháng thôi. Đấy, thì mình đã tìm cái bảng lương gần nhất nhưng mà không thấy đâu. Mình thấy bảng lương này thì mình sẽ làm luôn. Thì cái bảng lương của mình thì nó không cách nhau tiền, lương nó không cách nhau nhiều, chỉ cách khoảng 1-2 triệu thôi, mà nó gần như là giống nhau hết. Đấy, thì đây là 15 tháng 11 cái năm vừa rồi này, bây giờ tháng 1, tháng 2 chỉ cách nhau 1-2 tháng thôi. Đó, thì mình sẽ nói hết này. Đây là cái tên là Nguyễn Văn Hòa Tộ, là đây vì sao quan mình chú ý vào cái giấy, không chú ý vào cái máy ảnh á đó. Thì mình đây là Nguyễn Văn Hòa Tộ, là cái tên của mình viết bằng tiếng Nhật. Thì tiếp là đây mình sẽ nói hết lượt này. Đây là cái ngày làm, cái ngày quy định ấy, đó là 24 công, cái ngày thường á. Thì cái thực chất là cái số ngày mình đi làm ấy là trên cái tháng đó là chỉ 2-3 ngày thôi, và làm trong cái ngày nghỉ này. Đây làm số ngày chữ Hán này, tức là mình đọc thì không rõ mình hiểu được. Đó, làm ở trong cái ngày nghỉ là 1 ngày, cân tổng là vẫn là 24 ngày. Đây, số tổng của ngày làm việc của mình là 24 công, mình sẽ để này đó, 24 công. Thì bên này mình sẽ nói hết một cọc bên này nhá. Bên này làm cho ngày nghỉ, cái này là cái số giờ làm việc này, số giờ làm việc quy định ấy, là 192 là 24 này, 24 ngày mà nhân với 8 là ra cái số này, là số giờ quy định ấy, là số giờ thực mình làm việc ấy, là cái này
là 199 giờ. Đấy. 59 phút là 200 giờ đó. Thì cái số làm việc ngoài giờ là cái khoảng mà lúc mà mình làm ngoài 5 giờ thì người ta tính số việc làm ngoài giờ này. Đó. Số lao động ngoài giờ này là 14 giờ, 14 tiếng đó. Thì đây là cái giờ nghỉ trưa của mình là 24 tiếng đây. Thì cái này trưa là mình nghỉ một tiếng, thường có hôm nghỉ hơn một tiếng mấy phút, có hôm này cũng chưa được một tiếng thì người ta cứ cộng trừ vào đó. Đấy là nghỉ bằng đấy. Chỗ này thì không, à đây thì số lương cơ bản của mình ấy là 17.050 yên. À 17.500 yên, có là khoảng giá man bây giờ khoảng 2 triệu là khoảng 34-35 triệu đó. Đó khoảng 3 gần 35 triệu cái tiền lương cơ bản mà trên 24 công này. Đấy. Thì cái số tiền làm việc ngoài giờ này, cái làm việc ngoài giờ này là nói chung là cái số này ấy, nó chia cho chia cho cái số này này là tiền mà chia này ra cái từng giờ ấy, là bao nhiêu giờ thì nó nhân đến là 24 giờ lao động của mình này. Đấy. Ra được số này thì cộng 25% nữa thì nó ra cái số là 1.007 này, thì cái tiền tăng ca của mình là được 1.007 là được nhân 2 khoảng 3 triệu rưỡi, khoảng 3 triệu rưỡi đó, 3 triệu rưỡi tiền tăng ca. Cái tiền cơ bản nữa là 35 triệu khoảng 35 38, mà như à đây đây cộng tổng đây. Cộng tổng là được 18.7 sen này, là cũng khoảng tầm 37 38 triệu đó. Đấy, 38 triệu là tiền nhận đó. Thì cái đây chúng ta sang cái cột mà nó đã trừ đi, khấu trừ đi ấy. Thì cái tiền đây là cái tiền kiện khang bảo hiểm, là cái tiền bảo hiểm sức khỏe đấy, là trừ 8/9. 8/9 là cái này bao nhiêu nhỉ? À, 8/9 là 9 trên nó khoảng tầm 1.82 triệu mình cứ nhân lên đó. Đấy thì cái này là cái tiền nên kin, là cái tiền này mai này có và có thể lấy lại được, thì là 1.6 triệu, à 1.6 khoảng tầm 3.2-3.3 triệu đó. Đấy tiền đấy, đây tiền bảo hiểm này, thuế cư trú này, nói chung cái này cũng mấy xe nữa, cộng tất cả đây là 2.9 và còn gần 3.000 đấy, là khoảng 6 triệu tiền thuế bảo hiểm này, đi nên kin mọi thứ là cũng cần là 6 triệu nữa nó trừ đi. Và cái tiền nhà của mình đây, tiền sa chin là cái tiền nhà là hơn 3 man, là cũng 6 triệu nữa. Thì cái này với 6, cái này là 6 triệu là trừ đi được cái tiền tổng mình nhận được, là người ta bắn luôn vào cái thẻ của mình ấy. Cái tháng vừa rồi, tháng 11 năm vừa rồi ấy, thì là 12.7. 12.7 là khoảng 24-25 triệu, à khoảng 25 triệu 26 triệu gì đó. Đấy. Thì tổng số tiền mình nhận đây là người ta bắn vào thẻ đây. À, vừa nãy thì mình nói về chi tiết về cái bảng lương này. Đấy. Thì mình nhận được là khoảng 25 triệu tháng đó. Đấy. Thứ hai thì những cái tiền của mình thì là nó không cách nhau nhiều, nó không cách nhau nhiều lắm các bạn. Nó chỉ cách nhau khoảng nói chung chỉ khác nhau cái tiền tăng ca này thôi. Thì mỗi tháng cách nhau khoảng nói chung tháng được 10 tiếng, tháng là 14 tiếng này. Có tháng nhiều nhất của mình được gần 20 tiếng, có tháng nói chung là trên dưới 10 tiếng. Nó chỉ cách nhau một chút thôi đó. Thì đây là bảng lương của mình và đây là số tiền mình nhận được khoảng 25-26 triệu. Nhưng mà nhận đây là đã trừ tiền nhà, tiền thuế bảo hiểm rồi. Nhưng mà khi nhận về mình ý, thì là nó còn rất nhiều cái khoản đằng sau nữa các bạn ạ. À. Như cái khoản tiền ăn của mình như vậy. Ăn thì khoảng từ khoảng 2 man. Mình nghĩ khoảng 2 man mình không ghi chi tiết. Đấy, khoảng 2 man thì khoảng 4 triệu nữa. Đấy là ăn tiết kiệm, ăn bình thường, không phải phá, là không, mình cũng không uống bia, không hút thuốc, không cái gì cả. Nói chung là như thế, là mình nghĩ là tất cả mọi người thế là hợp lý. Đấy, như ở cái vùng của mình, có thể là nếu mà bạn nào ở mà vùng bên mình ở cái gần Tokyo, gần cái chỗ này thì những cái giá cả mọi thứ thực phẩm rất là đắt. Nếu bạn nào ở cái vùng miền Nam hoặc ở miền Bắc, ở Hokkaido hay là một cái vùng quê ấy, thì là giá mua thức ăn nó sẽ rẻ hơn một chút. Đấy, tiền nhà hay là tiền thuế nó sẽ rẻ hơn đó. Nhưng mà lúc đó thì cái tiền bảo hiểm thì cái tiền lương cơ bản nó sẽ rẻ hơn đó. Thì đây là cái chi phí mà mình trả. Ngoài ra nó còn rất nhiều cái chi phí nữa, những góc khuất như là ví dụ như nếu mà bạn nào mà hút thuốc á, hút thuốc cũng mất khá là nhiều tiền. Nếu mà một bao khoảng vài chục ngàn ấy,
khoảng bao nhỏ tầm 40-50 ngàn, bao to khoảng 100 ngàn một ngày mà hút một bao 20 điếu thì cứ nhân lên một tháng mất vài triệu rồi đấy. Ngoài tiền uống bia uống rượu hay là tiền, nói chung là còn rất nhiều khoản khác như là khoản gái cú, rất nhiều bạn chơi bời này đó, đi chơi hay là mất rất là nhiều tiền cờ bạc nữa. Người ta thì khi mà mình hàm được ít tiền thì mình tiêu kiểu khác, mà khi mà nhiều tiền nó lại tiêu kiểu khác, và nó rất nhiều cái cám dỗ để mà cái tiền của mình nó, nếu mà ai không tiết kiệm thực ra thì không có bao nhiêu, mà đi chơi ở Nhật nó rất là đắt các bạn. Đi ra ngoài những cái chi phí và những dịch vụ nó rất là đắt, nó đắt là thực ra nó đắt là đắt so với mình quy đổi ra tiền Việt Nam, chứ còn thực ra thì cái tiền so với Nhật là với mức lương của người Nhật là cũng thuộc hạng trung bình thôi, vì lương người Nhật nó người ta rất là cao, rất là nhiều. Đây là mình lương ở thực tập sinh, lương của lao động mình, nói chung là tiền này mình tiết kiệm. Chứ với người Nhật người ta nhìn mình, nhiều ông hỏi mình bảo thế là lương tháng được bằng này mà tiết kiệm, giả sử như 12 mà 13 man mình tiết kiệm khoảng 8 đến 10 man là nhiều, và người Nhật người ta cũng giật mình luôn, bởi vì là người Nhật thì người ta chi phí rất là nhiều, rất là nhiều. Mà vì lương người ta cao người ta chi phí nhiều thì người ta vẫn còn, chứ mình nếu mà người ta chi phí như mình gần như là hết luôn, nó không còn gì luôn. Sẽ kết thúc video ở đây, thì chào tất cả bạn, hẹn gặp bạn ở những video sắp tới. Cảm ơn các bạn đã xem, và nếu bạn thấy hay like và đăng ký kênh ủng hộ mình. Ok, chào tất cả bạn.